Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên Trần Hiếu đã ra tay phóng hỏa đốt nhà nạn nhân. Sau khi phóng hỏa đốt cửa hàng hoa, hắn không rời khỏi hiện trường mà lân la dò hỏi những người xung quanh vụ cháy, dò hỏi tình hình các nạn nhân. Với những biểu hiện bất thường này, Công an thành phố Thủ Đức đã đưa Hiếu về trụ sở đấu tranh làm rõ. Tại đây, Hiếu khai nhận do tranh giành, đố kỵ trong việc buôn bán cùng mặt hàng nên Hiếu đã gây ra vụ phóng hỏa trên. Ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Hiếu, sinh năm 1991, quê Bình Thuận, tạm trú thành phố Thủ Đức để điều tra làm rõ hành vi giết người. Hiếu là đối tượng đã khóa cửa, đổ xăng phóng hỏa tiệm bán hoa số 84, đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, rạng sáng mùng 1 tháng 6, khiến anh PL, sinh năm 1989 bị bỏng nặng, tử vong trong bệnh viện. Chị NTBL, sinh năm 1994, vợ anh L, vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận cùng là bà con với vợ chồng anh L, cùng buôn bán hoa trên đường Nguyễn Văn Thạnh, cách tiệm của anh P vài mét. Trong buôn bán, giữa Hiếu và vợ chồng anh L thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đa phần là do tranh giành, đố kỵ trong việc buôn bán hoa. Nhiều lần, Hiếu đã dùng kẽm cột cửa nhà anh L đe dọa, uy hiếp vợ chồng và hai đứa con anh L. Đỉnh điểm của vụ việc là rạng sáng mùng 1 tháng 6, Hiếu đã đem can xăng 20 lít đến tiệm hoa của vợ chồng anh L. Hiếu khóa trái cửa chính tiệm hoa, sau đó dùng dây vải dài khoảng 8 mét tẩm xăng vào trong nhà qua cửa sổ bên hông nhà anh L. Hiếu tiếp tục đổ xăng vào dây vải, cho xăng chảy vào nhà rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát, Hiếu cầm can nhựa bỏ chạy khỏi hiện trường và ném can nhựa chứa xăng đi. Trở lại vụ hỏa hoạn, khuya ngày 1 tháng 6, xe chở thi thể anh L ghé ngang hiện trường vụ phóng hỏa lần cuối, rồi lăn bánh về Bình Thuận để người nhà tổ chức tang lễ cho anh L. Anh L bị bỏng 98% độ 2, 4, 94% độ 3, toàn thân, bỏng hô hấp đã không qua khỏi. Vợ anh, chị L bị bỏng 45% độ 2, 3, mặt, chân, tay trái, phòng hô hấp đang điều trị tích cực tại bệnh viện. Nhiều người chứng kiến hình ảnh trên đã không khỏi xót xa. Theo một cán bộ công an thành phố Thủ Đức, sau khi tiếp nhận thông tin, các tổ công tác đã xuống hiện trường điều tra, thu thập chứng cứ, trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, cửa căn nhà bị khóa trái, bên trong nhiều vật dụng bị cháy, trong đó có một xe gắn máy, mùi xăng nồng nặc trong nhà, một số dấu vết bất thường tại khu vực cửa sổ căn nhà. Bước đầu xác định đây là vụ cháy bất thường, nguyên nhân cháy có thể do tác động từ người bên ngoài. Một can nhựa nồng nặc mùi xăng được tìm thấy cách hiện trường vụ cháy không xa, càng củng cố thêm nguyên nhân vụ cháy là do phóng hỏa, giải quyết mâu thuẫn. Tổ công tác trích xuất camera dọc tuyến đường Nguyễn Văn Thạnh phát hiện một nghi can mang theo can nhựa chứa chất lỏng tiếp cận tiệm bán hoa của vợ chồng anh L, dùng khóa khóa trái cửa và tạt xăng châm lửa đốt rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, hình ảnh camera khá mờ nên xác định nhận dạng của nghi can rất khó. Ghi nhận lời khai của các nhân chứng, một số nguồn tin cho hay, thời gian qua vợ chồng anh L đã có mâu thuẫn với một người bà con của bán hoa trên đoạn đường này. Người này từng dùng kẽm cột cửa tiệm nhà anh L để uy hiếp vợ chồng và hai đứa con anh L. Những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.